Đây anh em, cái cây bạn đang cách đây khoảng 2 tháng này anh em. Tôi có ghép thêm hai cái mầm này, đưa lên cái chậu này. Và tôi cắt lại hết cái chỗ này để nó bung mầm lại anh em ạ. Nó lên một cái cành dài này nhưng mà cắt nó đi. Bung mầm, hôm nay mới uốn anh em ạ. Hôm nay chúng ta bỏ cái thân này đi luôn anh em ạ. Là một cái thân này chính. Một cành này hồi về. Thân này thì đuổi theo cái thân này. Trước hết là phải bỏ cái thân này đi đã. Thế này tôi nạp cái này anh em xem cho vui nhá. Cái này thì lũa khá đẹp đấy. Đường thân khá đẹp anh em ạ. Đây nha, giờ uốn được cái cành này thì phải cuốn một cái dây vải vào anh em ạ. Để đưa nó xuống. Đưa xuống được. Tầm này thì đẹp. Tôi cũng đang sợ gãy đây. Đây cái viên ghép ở chỗ này. Đây anh em, cuối cùng xong rồi đây. Cây này thì đặt tới ra thì nó bung mầm ra thì bắt đầu uốn tiếp anh em ạ. Chỉnh sửa một hai lần thì cây, những cái cây nhỏ này thì một hai lần nữa là nó đẹp rồi anh em. Thế video chia sẻ đến tạm biệt tất cả anh em nhé.